ngay là được rồi. Ngồi ngồi nhé. Vâng. Không đi nhé. Vâng. Sẽ nặng lắm mày à, cụ cho của em quá rồi. Thank you.
cho nhé. Ngon. Đây con đi. Vâng. Con đi. Bận quá. Đi em ơi. Đi bận quá. Thì mày đi bán kia nhỉ? Anh cơm. Yeah.
trước nhé. Em có thấy rằng nhé. Nghe tiếng gì ấy? Bỏ đây rồi. Kì. À, hôm qua sắp xếp này có sợi á, hôm qua sắp xếp kíp lắm. Đói xương chưa hả? Cái đói chưa, đói chưa, đói chưa. À, là tôi về đây à, được. Được. Chết rồi. Oh.
Ui, cá chết anh em ơi, nó còn có con nào nó hỏi xong không? Chết à? Còn có mưa to quá. Ok, em chết chết chưa? Chết. Ơi, anh chết à? Mà công sức của anh chết rồi, bọn chúng có sống được không nhỉ? Cái con này nó thế nào? Nó sao sống được nữa? Thế này thôi rồi, chết hết rồi. Em hỏi anh tìm dưới gì chết hết chứ em ơi? Thì thế là không có hai con thì chắc trong vẫn còn thôi. Thế để lên trên chậu rồi. Thế là có chỗ rồi. Anh nó về nó mưa lâu lắm rồi. Con này có bị ăn đâm hết trẻ trứng rồi này. Ui. Thôi là anh kia nó còn hơn kia cả mạng sống của anh ấy. Không xuống anh. Vâng. Không xuống. Ông con bé quá đi. Thầy nó nặng. Thầy con mất máu rồi, có sống được không nè. Con đỏ có vàng nó chữ ấy nè. Con sống rồi. Thôi thôi, tiếc quá. Nó có mạng sống bây giờ nó không ai chết. Còn con cá chấm này. Chết rồi. Tiếc quá. Thôi, lại chỉ khắc phục lại rồi. Không có ở gần nhau rồi, rồi chưa chết rồi cũng bị sát với nhau một lúc này. Chết thì cũng được bao nhiêu lâu anh mới mà lấy được. Anh ngồi đi. Vâng. Anh nhắn. Vâng. Đi
thì Thank you.
cơm sáng đi. Đi nhà cơm sáng đi. Đi về đây. Người cô được lắm nha, mẹ em cô nha. Em tái, em có phòng ăn đầu nhá. Em ăn tự nhiên nhá. Đây thì có ăn chờ có ai đâu, không lạnh gì cả. À nè. Vâng, em ăn. Như cái. Vâng. Ngon lắm ạ. Nói không nhá. Nhiều bạn này quá nó không tin tay nữa. Nó cứ ăn đi nhé. Ăn đi. Em này mình ăn xong rồi á. Ăn đi. Bác cưới em còn nhiều khi cả. Ăn đi. Có là có là mình xong bây giờ em nhé. Em. Ui đây còn nữa, ăn được gì hết đấy. Em cứ ăn đi. Ăn. Ăn đi. Anh cầm được, anh cầm được. Ăn. 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 Rồi, anh cầm, anh cầm. Rồi. Em. Cảm ơn nhé. Em cầm. Vâng, em ăn đi. Em ăn hết này, em gặp con này cho, nhiều của em nhá, ăn hết rồi nhá, có được hoang đại nhá, hoang đại tiền nhá, em ăn nhá, em ăn đủ rồi, em ăn nhá, em ăn nhá, em ăn rồi thì à. Thank you.